Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020 đã là ngày cuối tháng này Và hôm nay ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ bảy Chúng ta đã bước vào ngày 1 tây tháng 8 Thì trong cái video này thường có một số những thông tin liên quan đến la trừ hỗ trợ uh, Cardano Shelley Chúng ta có thông tin liên quan đến Ethereum đã kỷ niệm 5 năm Và giá Ethereum đã tăng lên rất là nhiều trong thời gian một tháng qua Chúng ta sẽ nói tới vấn đề này và kế đó chúng ta sẽ nói về cái vấn đề liên quan tới sàn Coinbase. Sàn Coinbase đã ra thông báo là đang tìm hiểu thêm 19 cái loại altcoin và có có cái cơ hội để mà lên trên sàn Coinbase. Chúng ta sẽ nói về tình hình của Coinbase những cái đồng này là những cái đồng nào và ảnh hưởng ra sao. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái thông tin này thì có một cái tài liệu thường cảm thấy cũng rất là đáng tiếc đó chính là có một cái YouTuber rất là nổi tiếng đó chính là Altcoin Daily thì daily là một cái YouTuber mà đưa ra những thông tin liên quan tới thị crypto hàng ngày và liên tục đưa ra không có ngừng nghỉ ngày nào và channel có hơn 200.000 sub và một trong những người mà sub cũng là bản thân thuận thường rất là thích xem cái kênh channel YouTube này nhưng mà đáng tiếc là hồi sáng này thì channel YouTube này các bạn thấy được đây là cái thông báo được đưa ra từ Orcoin Daily trên Twitter nói là YouTube đã xóa bỏ cái kênh của Orcoin Daily tình hình bây giờ thì youtube có trả lên hay không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng đã từng thấy được rất nhiều lần ở trên youtube ngay cả trang đầu thuận capital các bạn cũng đã nhớ là cách đây không lâu cũng đã bị youtube xóa đi rất nhiều những cái video và đã bị hai ngày liên tục cuối cùng trong khoản khiếu này để cho chúng ta có lại được cái channel này nhưng mà nào mà đã theo giao thông capital hơn một năm qua thì cũng đã từng chứng kiến cái sự kiện này những cái chiến lược youtube đưa ra để mà quản lý content ảnh hưởng rất nhiều đó với những người mà làm youtube liên quan đến crypto vì cái lý do đó thuận đã phải thành lập thêm một cái uh, kênh khác đây là một cái kênh dự phòng là Thuận Capital Official thì kênh dự phòng này link nằm ở phía dưới trong cái thời gian này tôi muốn làm thêm một kênh dự phòng để lỡ như mà channel này có vấn đề gì thì content sẽ không bị gián đoạn và trong thời gian này thì tất cả những cái content không liên quan đến crypto thường sẽ chuyển qua cái kênh mà Thuận mới vừa lập các bạn hãy qua đó để mà ủng hộ link nằm ở phía dưới video này à, và cái kênh này cũng sẽ tiếp tục đưa ra thông tin hàng ngày liên quan tới thị trường crypto cho các bạn và đây là cách mình thường sẽ hoạt động trong thời gian tới đây Trước hết chúng ta hãy nói tới Ethereum Các bạn thấy được là Ethereum mới đây mà đã 5 năm Ethereum đã bắt đầu còn trước cái ngày mà Thuận tham gia thị trường crypto này Các bạn thấy được là Ethereum bắt đầu là ngày 28 tây tháng 7 năm 2015 Và bản thân Thuận tham gia thị trường crypto này là năm 2016 và để kỷ niệm 5 năm các bạn thấy được là cái đội Ethereum cũng đã ăn mừng với cái sự tăng trưởng rất là tốt về mặt giá cả trong vòng một tháng qua các bạn thấy được là giá cả đã tăng từ 226 đô lên tới 345 đô nghĩa là tăng hơn 50 chỉ trong vòng có 30 ngày một cái sự tăng trưởng rất đáng kể Tuy nhiên cái mức 345 đô này vẫn cách xa so với cái đỉnh cao nhất của năm 2017 của Ethereum là 1.400 đô à, và Thuận thì tin tưởng các bạn đã biết là Thuận làm một số những cái video liên quan tới Ethereum trên channel này Thuộc thì tin tưởng là chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến tới cái mức uh, trước đây của Ethereum là 1.400 đô nhưng mà trong thời gian này thì những yếu tố nào làm ảnh hưởng giá cả thì như thường đã nói tới trong cái video thường làm liên quan tới Ethereum một cái series dài 3 tập trên channel này các bạn hãy uh, nhìn những cái video mình thường đã làm cách đây không lâu khoảng chừng một tháng các bạn sẽ thấy được những cái thông tin liên quan tới Ethereum nhưng mà nó tóm tắt lại thì trong thời điểm này có hai yếu tố sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả của Ethereum Đầu tiên đó chính là cái thị trường DeFi Như là thị trường ứng dụng tài chính phi tập trung Thì thị trường DeFi này các bạn thấy là mới đây đã có sự tăng trưởng rất là nhanh Và đã có bây giờ là 3,98 tỷ đô la đang bị lóc lại trong những ứng dụng DeFi Có nghĩa là chúng ta thấy ứng dụng DeFi đã gần như là 4 tỷ đô la Cái số tiền này phần lớn các bạn thấy là nằm trên mạng lưới của Ethereum Tại vì ứng dụng DeFi bây giờ là Ethereum hầu như chiếm lĩnh cả thị trường này và chúng ta thấy được là khi các bạn sử dụng những ứng dụng DeFi hay là các bạn sử dụng bất cứ một cái token nào của Ethereum như là những cái token ERC20 như là các bạn gửi đồng USDC chẳng hạn các bạn có thể là sử dụng cái token đó nhưng mà các bạn sử dụng các bạn vẫn phải trả các phí gas cái phí các bạn cần phải trả để mà di chuyển Ethereum thì vẫn phải được trả bằng đồng Ethereum cho nên các bạn thấy được là Ethereum thì có nhiều ứng dụng DeFi thì có nhiều cái giao dịch dẫn đến việc là cái nhu cầu phí gas tăng lên có nghĩa là cái nhu cầu mà có được tiền cũng tăng lên đây là một cái yếu tố mà tạm thời dẫn đến cái sự tăng trưởng của Ethereum tại vì các bạn thấy được là cái phí của Ethereum cái phí gas sẽ đạt cái đỉnh mới là 76 triệu gas trong vòng một ngày thì các bạn cũng thấy được là trên mạng lưới của Ethereum thì chúng ta đi theo rất là nhiều những cái phong trào như là các bạn thấy được là năm 2017 Chúng ta có phong trào uh, ICO, sau đó chúng ta có những cái phong trào như là Airdrop kế đó các bạn thấy là phong trào STO, IEO Thì bây giờ chúng ta đang nằm trong cái thời điểm gọi là phong trào DeFi thì các bạn thấy là thuận tin tưởng là defi là tương lai sau này nhưng mà những cái ứng dụng defi các bạn thấy hiện bây giờ là phần lớn mọi người chỉ sử dụng nó như là một cái công cụ đầu tư để mà kiếm lời và một trong những cái đặc điểm mà nhiều người quan tâm đến trong những ứng dụng defi bây giờ gọi là yield farming các bạn thấy được là defi post farmer thì yield farming này có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà những ứng dụng defi họ mới bắt đầu để thu hút người tiêu dùng vào để mà sử dụng những cái ứng dụng defi này các bạn thấy đây là những cái ứng dụng tài chính phi tập trung thì bạn có thể dùng cái ứng dụng để mà mượn tiền để mà gửi tiền kiếm lời chẳng hạn thì các bạn thấy là để thu hút người mới thì những cái ứng dụng DeFi này nói các bạn tham gia vào mạng lưới của họ gửi đồng Ethereum vào để mà dùng làm thế chấp thì họ sẽ tặng các bạn cái đồng trong mạng lưới của họ miễn phí coi như là thưởng cho các bạn vì các bạn đã chấp nhận sử dụng ứng dụng của họ nhưng mà những cái đồng đó bây giờ thì đã có sự tăng trưởng các bạn thấy chúng ta nói tới com token chúng ta nói tới những cái ứng dụng như là synthetics thì cái token trên mạng lưới của những cái ứng dụng này tăng lên giá cao rất là nhiều cho nên nhiều người bây giờ là ồ ạt đổ vào thị trường DeFi để mà kiếm lời từ những cái token đó nhưng mà sớm hay là muộn thì cái sự tăng trưởng này cũng phải dừng lại cho nên các bạn thấy được là trước hay sau gì thì cái phong trào DeFi này cũng sẽ nguội trở lại tôi không nghĩ là sẽ biến mất nhưng mà sẽ nguội trở lại à, và chúng ta mới bắt đầu là thấy cái sự tăng trưởng thật sự của những cái ứng dụng DeFi trong thời điểm này tất cả những cái sự tăng trưởng là tại vì người ta muốn kiếm lời người ta đổ Ethereum vào trong thị trường DeFi nhưng mà trong thời gian ngắn hạn đây là một những yếu tố dẫn đến Ethereum tăng trưởng nhưng mà trong thời gian dài hạn trung tin tưởng là yếu tố quan trọng nhất vẫn là Ethereum 2.0 tại vì quan thấy được là Ethereum 2.0 sẽ triển khai trong năm nay thì Ethereum 2.0 có một số những đặc điểm mà chúng ta cũng đã từng nói tới trên channel này. À, các bạn sẽ thấy được là càng ngày chúng ta càng tiến gần đến Ethereum 2.0 từ đến cuối năm thì càng ngày sẽ càng có nhiều bài viết hơn sẽ càng chia sẻ nhiều hơn về những cái điều các bạn cần nên biết liên quan tới Ethereum 2.0 tại vì cũng khá phức tạp. Tại vì các bạn thấy được là cái chuỗi ETH hiện tại thì sẽ bị biến mất và cái chuỗi mới sẽ thay thế vào đó, đó chính là Ethereum 2.0. Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ mạng lưới của Ethereum là sẽ được chuyển từ PoW có nghĩa là mạng lưới đào qua bên PoS thì mạng lưới PS này là một cái mạng lưới mà cho các bạn có thể là ký gửi và tham gia vào staking, cũng tương tự như là mạng lưới Cardano mới triển khai Shelley, đây cũng là một cái điều tương tự sẽ xảy ra trên mạng lưới của Ethereum và các bạn thấy được là mạng lưới Ethereum 2.0 này cũng sẽ có những cái tiến triển và công nghệ như là áp dụng những công nghệ là sharding có nghĩa là chia dữ liệu ra làm nhiều phần để mà xử lý thì sẽ tăng tốc độ trên mạng lưới của Ethereum hơn và các bạn thấy được là cái testnet của Ethereum 2.0 này dựa theo tài liệu mà chúng ta nhận được cách đây khoảng hơn một tuần thì cái testnet cuối cùng Medalla sẽ được ra mắt vào tháng 8 nghĩa là chúng ta thấy là chỉ còn vài tuần nữa thì đây là cái test sách cuối cùng và nếu như mà không có gì trở ngại thì cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn không của ETM 2.0 sẽ bắt đầu trước cuối năm đây là một trong những cái thông tin quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ethereum Coinbase đang tìm hiểu 19 đồng Đây là cái thông báo được đưa ra ở trên cái blog của Coinbase Thì 19 đồng mà chúng ta đang nói tới là 19 đồng đang được tìm hiểu bởi sàn Coinbase Chứ không phải là sẽ được add Chứ không phải là sẽ được lên trên sàn Coinbase Nhưng là 19 đồng này là 19 đồng mà đang được tìm hiểu bởi công ty Coinbase Và đương nhiên là tìm hiểu thì khả năng sẽ cao Nếu như mà tìm hiểu thành công thì họ có thể được lên trên sàn Coinbase Và 19 đồng mà được đề cập tới bởi công ty Coinbase 19 đồng này là đồng Ample 4 đồng Bank Protocol, đồng Balancer, đồng Blockstack, Curve, Fetch.ai, Flexcoin, Helium, Hedera Hashgraph, Kava, Melon, Ocean Protocol, Paxo Go, Reserve -Right, TBTC, The Draft, Tia, UMA và WBTC. Và cũng tương tự tháng vừa rồi thì Coinbase cũng đã đưa ra một cái thông báo tương tự là đang tìm hiểu 18 đồng, trong đó có đồng Aave, đồng Bancor, Com và Synthetics. Thì các bạn thấy được một điều ở đây là nhiều đồng mà Coinbase đề cập tới trong vòng 1 2 tháng qua là đang tìm hiểu và có khả năng sau khi mà tìm hiểu thành công là sẽ được lên trên sàn Coinbase là nhiều đồng này là những đồng trên mạng lưới DeFi và các bạn cũng đã thấy là những đồng như là amb 4 hay là Balancer thì đây là những cái đồng DeFi và các bạn cũng đã biết là bây giờ là nhiều đồng DeFi hầu hết là phần lớn tất cả các đồng DeFi là nằm trên mạng lưới của Ethereum cũng đồng nghĩa là đang có rất nhiều token của Ethereum là đang có khả năng được lên trên sàn Coinbase và Coinbase từ từ chuyển thành một cái altcoin casino như là các sàn khác trong danh sách tìm hiểu chúng ta có những cái đồng như là Hedera Hashtag hay là Ocean Protocol và đặc biệt thấy rất là thú vị là có đồng WBTC và TBTC hai đồng này đồng WBTC và TBTC là hai cái đồng Bitcoin trên mạng lưới của Ethereum có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là nếu các bạn có đồng BTC bây giờ các bạn vẫn có thể là tham gia vào những cái ứng dụng DeFi những cái ứng dụng tài chính phi tập trung bằng cách để các bạn gửi đồng Bitcoin của mình làm thế chấp sau đó trên mạng lưới của Ethereum các bạn sẽ được cấp những đồng như là WBTC và TBTC các bạn có thể dùng để mà tham gia những cái ứng dụng DeFi đây là một cái điều rất là quan trọng và các bạn thấy được là ngay cả những cái token thế chấp BTC cũng có khả năng được lên trên sàn Coinbase và ngay cả đồng Paxo Gold (PAXG) là một cái token mà đứng sau lưng là có vàng hỗ trợ. Và đây là những cái đồng mà thường cảm thấy là nhiều người cho là như là một cái con casino Các bạn cũng đã thấy là những cái sàn như là những cái sàn altcoin thì có rất nhiều đồng như là sàn Binance hay là chúng ta nói sàn Bittrex thì có rất là nhiều những cái đồng nhỏ Và Coinbase nhưng mà nào mà mới tham gia thị trường này thì có thể không biết là Coinbase đã có mặt rất lâu đời trong thị trường crypto này Hầu như thường nhớ là năm 2013, năm 2014 là Coinbase đã có mặt trong thị trường này rất là rất là lâu và Coinbase đã tham gia những cái hội nghị Bitcoin từ những ngày đầu tiên và sàn Coinbase là một cái sàn hoạt động ở Hoa Kỳ là bây giờ là sàn lớn nhất của Hoa Kỳ hiện tại và các bạn thấy được là Coinbase chỉ là một trong những cái sàn trong đó chúng ta có những cái sàn khác phụ thuộc vào Coinbase như là chúng ta có sàn Coinbase Custody hay là chúng ta có sàn Coinbase Pro tất cả những sàn đó là đều phụ thuộc quản lý của Coinbase và chúng ta thấy được là trên thế giới thì Coinbase cũng là một sàn rất là lớn và trước đây thì sàn Coinbase rất là có ít đồng tại vì chúng ta thấy được là trong dòng nhiều năm thì Coinbase chỉ có những đồng như là đồng BTC, đồng Ethereum, đồng Litecoin trong dòng nhiều năm trời Coinbase chỉ có ba đồng nhất BTC, Ethereum và Litecoin sau đó chúng ta thấy cái sự hoa phối năm 2017 của đồng BTC và chúng ta có đồng Bitcoin Cash và mới đầu thì Coinbase không có ủng hộ Bitcoin Cash các bạn thấy được là Coinbase thậm chí là không có cho người lưu trữ đồng ở trên sàn Coinbase nhận được đồng Bitcoin Cash mặc dù là họ được quyền nhận và đã dẫn tới việc là nhiều người đã điền đơn kiện sàn Coinbase nói là chiếm đoạt tài sản tại vì đồng Bitcoin Cash của họ là đồng đó là thuộc về họ tại vì BTC trên sàn là BTC của họ thì cuối cùng là Coinbase không những nó đưa đồng Bitcoin Cash cho những cái khách hàng mà họ còn hỗ trợ luôn xong Bitcoin Cash và sau đó các bạn thấy là Coinbase từ từ có thêm nhiều đồng và trước đây chúng ta có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng Coinbase tại vì Coinbase rất là khó để mà được lên thì đồng nào mà được nghe nói tới là có khả năng được trên sàn Coinbase thì chúng ta thấy đồng đó sẽ được pump lên đây là một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng Coinbase à, nhưng mà gần đây các bạn thấy là Coinbase có rất nhiều và rất nhiều đồng ở trên mạng lưới Coinbase hiện tại và lý do tại sao mà trước đây Coinbase nói là có ít đồng tại vì công ty Coinbase làm việc rất là chặt chẽ đối với chính phủ của Hoa Kỳ cho nên sợ là những cái đồng mà nhỏ mà được lên trên sàn Coinbase nếu như mà bị coi là chứng khoán thì rất là phiền phức đối với sàn Coinbase cũng như là đối với những cái khách hàng đang đầu tư trên sàn Coinbase vì vậy họ đã ra quyết định là không cho những altcoin nhỏ lên trên sàn nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác biệt Chúng mình thấy là những những cái đồng nhỏ hơn như là những đồng defi như là uh, ambo 4 balancer cũng có khả năng lên trên sàn Coinbase và nhiều đồng mà được đề cập tới bởi Coinbase vẫn chưa có net có nghĩa là vẫn chưa có mạng lưới chính thức đây là một điều rất là quan trọng tại vì nhiều người sẽ hỏi tới là Cardano thì đang ở đâu? Tại vì nếu chúng ta nhìn vào những cái đồng mà đang được hỗ trợ bởi công ty Coinbase thì không có đồng Cardano, nhiều người sẽ nói là Cardano đang ở đâu à, Tại vì trước đây, nhiều người nói là lý do tại sao mà Cardano không thể lên trên sàn Coinbase được là tại vì chưa có thành công cập nhật Shelley hay là chưa có Mainnet nhưng mà bây giờ thời buổi đã khác thì tại sao mà Cardano vẫn chưa được lên trên sàn Coinbase Ngày 13 tây tháng 7 năm 2018 thì Coinbase nó đã đang tìm hiểu năm đồng đồng Cardano, đồng Basic Attention Token đồng Stellar Lumen, đồng Zcash và đồng Zero X thì trong năm đồng này các bạn thấy được là tất cả đều được lên trên sàn Coinbase các bạn có thể mua đồng BAT, Stellar Lumen, Zcash và Zero X nhưng mà các bạn không thể mua đồng Cardano tại vì Cardano cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được lên trên sàn Coinbase và nhiều người bây giờ vẫn chưa hiểu được là tại sao mà Cardano vẫn chưa được lên trên sàn Coinbase ngày 3 tới tháng 7 năm 2020 nghĩa là cái tỷ chỉ có 4 tuần thì Coinbase nói là sẽ cho những khách hàng của họ mà đang lưu trữ đồng Cardano ở trên Coinbase Custody đây là một cái dịch vụ mà lưu trữ đồng dùng cho khách hàng mà lưu trữ số lớn thì Coinbase sẽ nói là những người nào mà lưu trữ ADA trên Comic Custody thì sẽ được hỗ trợ để mà dùng đồng ADA để có thể staking nhưng mà vẫn chưa ra thông báo chính thức về sàn Coinbase mà chúng ta có thể tải ứng dụng về tại vì đó mới là cái ứng dụng mà các bạn cần để mà mua đồng Cardano dễ dàng Tại sao mà Cardano vẫn chưa được lên trên sàn Coinbase thì cũng rất là khó nói thường có một số những suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Thuận thường không mong muốn là cáo buộc Coinbase bởi bất cứ một cái vấn đề gì Tại vì các bạn thấy được là Coinbase là một cái công ty mà rất ủng hộ Ethereum Các bạn có thể thấy thông qua được là nhiều cái token của Ethereum lần lượt được lên trên sàn của Coinbase Và Coinbase là một cái công ty mà đã ủng hộ Ethereum từ bấy lâu nay Và Thuận nghĩ thôi là sàn Coinbase đã có đầu tư rất nhiều vào trong mạng lưới của Ethereum và chúng ta nhìn vào những cái đồng trên sàn Coinbase bây giờ thì nó tới nền tảng chúng ta chỉ có Ethereum và sau đó uh, chúng ta có Stellar Lumens và Tezos chúng ta không có những cái đồng khác như là đồng EOS hay là đồng Tron ở trên mạng lưới Coinbase hiện tại để bạn có thể mua được và tôi nghĩ là đây có thể là một cái lý do tại vì Coinbase không có muốn đưa ra quá nhiều cái đồng nền tảng trên sàn của Coinbase đi đương nhiên cho là sự cá nhân của thuận các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới tại vì thường không nghĩ lý do tại sao mà đồng Cardano vẫn chưa lên được sàn Coinbase trong khi mà Cardano đã có mặt trên rất nhiều sàn lớn nhỏ khác nhau đây là thông tin liên quan tới Coinbase đang tìm hiểu 19 đồng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Ledger sẽ hỗ trợ Shelly Đây là cái thông báo được đưa ra từ cơ đội của cái ví chữ lạnh Ledger Nói là họ sẽ hỗ trợ mạng lưới Shelly của Cardano Các bạn cũng đã nhớ là trong tuần này Thì ngày 29 tháng 7 lúc đó thì mạng lưới của Cardano đã cập nhật Harford thành công Và triển khai mạng lưới Shelly Thì trong thời điểm đó chúng ta không nhận được nhiều thông tin từ những cái ví chữ lạnh như là Ledger hay là Chazor Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy được là thông tin được đưa ra chính thức của đội Ledger là họ đã hỗ trợ mạng lưới Shelly của Cardano thì các bạn có thể nhớ là sau khi mà cập nhật thành công thì đội Cardano nói là nếu như các bạn đang lưu trữ đồng AD ở đâu thì nên tiếp tục lưu trữ đồng AD ở nơi đó để mà chờ đợi những thông báo chính thức được đưa ra từ những bí chữ lạnh những cái ví các bạn đang lưu trữ cũng như là những cái sàn giao dịch khi nào họ sẽ hỗ trợ mạng lưới Shelly thì nhiều người lúc đó cho là chúng ta nếu mà lưu trữ trên những cái ví dưới lạnh như là Ledger thì có thể là chúng ta phải chờ vài tuần Thậm chí là nhiều người nói là phải là một hai tháng mới nhận được thông tin là khi nào thì Ledger mới hỗ trợ Shelly Nhưng mà chính thức ngày hôm nay thì Ledger đã nói là đã hỗ trợ mạng lưới Shelly Nhưng mà nào mà đang sử dụng ví dưới lạnh Ledger cũng như là Thuận đang lưu trữ đồng Cardano trên ví Ledger Thì các bạn à, hãy thử lên trên trang web Cardano à, bằng cách là bấm vào EDA Lite các bạn thấy đây là một cái trang web mà các bạn có thể là tích hợp bằng cách là mở khóa cá nhân từ ví Ledger đây là cách mình thường thường dùng để mà di chuyển trong Cardano thông vẫn chưa có thử nghiệm cách này tại vì khi các bạn à, thử nghiệm bằng cách là đi vào trang web adlai.com và sau đó mở khóa cá nhân từ ví Ledger thì cái adlai.com này sẽ cho các bạn một số những cái thông tin về cái việc cập nhật ví này như thế nào và lúc đó các bạn có thể là di chuyển đồng Cardano của mình Thường vẫn chưa làm cái bước này Và cuối tuần này Thậm chí dành thời gian để mà làm sau đó sẽ chia sẻ một số những thông tin với các bạn liên quan tới ADA Lite của Cardano là như thế nào Về mặt giá cả thì các bạn thấy được là ngày hôm nay là một ngày rất là tốt trong thị trường crypto Các bạn thấy được là chúng ta so sánh với đầy đồng đô la thì rất nhiều crypto ngày hôm nay đã có sự tăng trưởng Như chúng ta thấy là BTC thì tăng 2,02%, Ethereum tăng 3,04% chúng ta có những đồng như là XRP tăng 5%, Litecoin tăng 2%. Nhưng mà khi mà chúng ta đổi lại và tính theo BTC thì các bạn sẽ thấy được là một số những cái altcoin mới đây là màu xanh nhưng mà bây giờ đã trở thành màu đỏ tại vì so sánh với lại BTC thì BTC vẫn có cái sự tăng trưởng cao hơn nhiều altcoin ngày hôm nay cho nên cho mình thấy được là phần lớn bị đổi thành màu đỏ và đây là những cái thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận Capital trên những cái mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức liên quan đến Facebook, Telegram, YouTube uh, và Twitter. Hay là các bạn uh, là một trader trước khi mà mình tham gia một sàn giao dịch nào, các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như là ưu đãi cho sàn Margin FX, uh, sàn Margin Bybit Sàng Binance và sang Coinbase, sàn Napex nếu như mà các bạn đăng ký thông qua của thùng Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trên miễn phí. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.